Vào tối ngày hôm qua thì đã xảy ra một vụ tai nạn sập giàn giáo nghiêm trọng tại công trường Formosa thuộc khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh của tỉnh Hà Tĩnh. Vụ tai nạn khiến ít nhất 14 người tử vong và hàng chục người bị thương. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự ngay tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Hiện giờ tôi đang có mặt tại hiện trường vụ tai nạn sập giàn giáo thuộc khu công nghiệp Formosa, huyện Kỳ Anh của tỉnh Hà Tĩnh. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20 giờ tối ngày hôm qua. Theo các nhân chứng chứng kiến thì là khi đó thì có khoảng hàng chục công nhân bị rơi từ độ cao khoảng 30 mét rơi xuống đất. Ngay sau khi xảy ra tai nạn thì Ủy ban dân tỉnh cùng các lực lượng chức năng đã có mặt và kịp thời cứu hộ tại công trường. Vụ tai nạn xảy ra khi công nhân của nhà thầu Samsung đang lắp giàn giáo thi công đúc giếng chìm để làm đê chắn sóng cảng Sơn Dương. Khi các công nhân đang đẩy những cấu kiện đã đúc được ra ngoài, đẩy thép vào khuôn để tiếp tục đúc bê tông thì bị sập. Do khối bê tông rất lớn nên đã kéo sập cả hệ thống giàn giáo. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã huy động toàn bộ lực lượng bộ đội, công an cùng các công nhân khẩn trương cứu hộ các nạn nhân bị mắc kẹt. Cho đến nay đã có 14 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Giàn giáo được liên kết bằng các kết cấu thép. Cho nên hiện nay chúng tôi em dùng máy móc làm sáng thiết bị để cắt các cái mũi hàn, cắt cái thép để xử lý, tức là đưa các cái vật liều ra nhanh nhất và tập trung để những người mà còn sót lại trong mà giúp tất cả mọi người bị còn mắc kẹt ở trong. Giàn giáo nó quá cao, một số nạn nhân nó còn đang còn trong tình trạng nguy kịch, thì chúng tôi là anh em bên phòng công an quân sự là kịp thời vào để đưa các công nhân vào ra khỏi khu vực bị nguy hiểm. Hiện nay công tác cứu hộ đang được tiếp tục triển khai. Việc cắt rời các kết cấu thép vẫn đang được thực hiện một cách cẩn trọng vì vẫn còn hai nạn nhân mắc kẹt bên trong. Vâng, và để có thể thông tin chi tiết thêm về vấn đề này thì lúc này chúng tôi đã nối được điện thoại với phóng viên Quý Thông hiện đang có mặt tại hiện trường. Xin chào anh Quý Thông, xin anh có thể cho biết tình hình hiện trường sáng nay như thế nào rồi ạ? Vâng, theo thông tin chúng tôi ghi nhận được thì cho đến vừa rồi thì số người thiệt mạng thì vẫn là 14 người, con số bị thương, số người bị thương là 30 người và tất cả số người bị thương thì đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa của tỉnh Hà Tĩnh. Tất cả những công nhân bị nạn thì đều là người Việt Nam. Tức là một cái tình trạng chúng tôi ghi nhận được đó là đa số là đều bị chấn thương nặng và có nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch. Qua trao đổi với cả một số công nhân bị thương vẫn còn trao đổi được thì là họ cho biết là trước khi vụ tai nạn xảy ra khoảng độ một tiếng thì là tại công trình đã xảy ra rung lắc mạnh, thì mọi người đã có ý kiến với cả tư vấn giám sát của Hàn Quốc, những người kỹ sư thì lại bảo là tiếp tục trở lại làm việc. Sau đó khoảng một tiếng thì vụ tai nạn xảy ra. Cho đến thời điểm hiện tại thì lượng cứu hộ đã lên tới hơn 1.000 người, tức là gấp đôi so với cái thời điểm mà chúng tôi thực hiện phóng sự vào lúc khoảng 3 giờ sáng. Dù là nỗ lực và được sự hỗ trợ tối đa của máy móc, nhưng mà cho đến hiện nay thì vẫn chưa thể dọn hết đống sắt khổng lồ. Được biết thì đây là công trình đúc giếng chìm xây dựng đê chắn sóng của cảng Sơn Dương do nhà thầu Nibel của Hàn Quốc có trụ sở đóng tại tỉnh Quảng Bình, là một nhà thầu phụ của tập đoàn Samsung đang thi công. Vâng, xin được cảm ơn anh Quý Thông rất là nhiều. Và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin và cập nhật về vụ tai nạn nghiêm trọng này trong những bản tin thời sự tiếp theo của Đài truyền Việt Nam.